Hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị mua bán các token DeFi chạy trên cái network Sol. Ở đây tôi sẽ sử dụng sàn Dex Serum và tôi sử dụng cái ví Phantom. Đó, tôi đã cài đặt cái ví Phantom và thêm nó vào trình duyệt web. Quý vị ai chưa biết cài đặt cái ví thì quý vị có thể tìm những video trước mà tôi đã chia sẻ. Rồi, quý vị hãy vào địa chỉ của cái sàn Serum là projectserum.com. Chọn Chain on Serum Dex. Ok, thì nó sẽ ra một cái địa chỉ website. Mặc định ở đây nó là cái sàn Chain. Ở đây Chain, cái sàn này nó giống như là quý vị mua bán các token trên cái sàn tập trung đó, nhưng quý vị phải có cái đồng Sol để làm phí giao dịch khi quý vị đặt lệnh mua bán trên cái sàn này. Tất nhiên cái sàn này nó còn cập nhật cái số lượng các token rất chi là ít đó. Ok, bây giờ tôi sẽ vào swap này để mua bán. Đó, thì nó sẽ ra cái địa chỉ swap.simity.fi. Rồi, việc đầu tiên là quý vị hãy kết nối ví với lại sàn. Tôi sẽ chọn vào Connect Wallet. Ở đây, quý vị có thể sử dụng ví Phantom, ví Solflare hoặc là ví Solnet. Cái ví Solnet thì nó chạy trực tiếp trên truyền duyệt web. Quý vị sử dụng điện thoại smartphone thì quý vị có thể sử dụng cái ví Solnet. Còn quý vị sử dụng máy tính thì quý vị có thể sử dụng ví Phantom hoặc là ví Solflare. Hai cái ví này quý vị có thể add vào trình duyệt. Nó gần giống như là cái ví MetaMask. Ok, tôi sẽ chọn Phantom Wallet. Rồi, và lần đầu quý vị kết nối ví với sàn thì quý vị phải nhập mật khẩu của cái ví Phantom để kết nối. Rồi, thì nó sẽ ra cái giao diện như thế này. Đó, ở đây cái ô thứ nhất quý vị có thể chọn cái token mà quý vị muốn hoán đổi. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn luôn là USDC chẳng hạn. Đó, rồi cái dòng bên dưới tôi sẽ chọn một cái token nó có trong cái danh sách này. Quý vị có thể đánh vào cái ô tìm kiếm cái mã token. Ví dụ tôi ở đây tôi chọn là Sunny chẳng hạn. Rồi, cái ô from, quý vị nhập số lượng hoặc quý vị chọn vào max nếu quý vị chọn tất cả. Nhập xong quý vị chọn vào swap. Quý vị hãy approve, xác nhận swap trên cái ví này. Rồi, quý vị chờ trong giây lát. Quý vị có thể vào View on X Browser để kiểm tra cái trạng thái giao dịch. Đó, thì đây là cái trạng thái giao dịch đã được hoàn thành rồi đây này. Và cái phí mạng nhé, quý vị để ý đây. Cái này rất nhiều người quan tâm. Đó, phí rất chi là gì ạ? 0.4 số 0 này, 1 Sol. Ok chưa? Thì cái địa chỉ solscan.io này, quý vị có thể kiểm tra trạng thái giao dịch. Cũng như là lấy cái smart contract hoặc kiểm tra smart contract. Đó, vậy là swap xong. Quý vị có thể kiểm tra lại coi nó đã về trên ví của quý vị chưa. Ok. Và quý vị lưu ý, quý vị muốn giao dịch các token chạy trên cái network Sol thì quý vị phải có cái đồng Sol để làm phí giao dịch. Đồng Sol thì quý vị có thể chuyển từ bất cứ một sàn nào.
Hiện nay rất nhiều sàn đã list cái đồng Son, nhưng quý vị nên mua và chuyển từ cái sàn FTX về. Bởi vì sàn FTX họ không có thu phí cái mạng lưới Son đó. Cũng như vậy, quý vị có thể chuyển USDT, USDC từ sàn FTX về cái ví Son của quý vị. Bởi vì giao dịch từ cái sàn FTX sang cái các ví nó chạy trên cái network Son là hoàn toàn miễn phí. Ok. Và quý vị ai chưa có tài khoản sàn FTX thì quý vị hãy đăng ký theo cái mã giới thiệu mà tôi để bên dưới video này để nhận được khuyến mại cũng như là giảm giá khi quý vị giao dịch trên cái sàn FTX. Rồi, và đến đây tôi xin kết thúc video này.